Thưa bác, cháu là Nguyễn Hồng Phượng ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Cháu xin thay mặt em Nguyễn Hoàng Chương ở San Jose, tiểu bang Cali, Hoa Kỳ. Hôm nay sẽ hỏi bác dùm cho em 21 câu. Xin bác trả lời cho em Nguyễn Hoàng Chương ở San Jose. Rồi, có hỏi. Câu thứ nhất. Thưa bác có hiểu lá cờ Phật giáo không? Nếu bác hiểu thì bác kể cho chúng cháu nghe được không ạ? Lá cờ Phật giáo này á, nó có 1880. Mà lá cờ này đó không phải là người tu theo đạo Phật vẽ ra, mà do một vị đại tá người Mỹ hưu trí tên là Henry Stan Olcott vẽ ra tặng cho giáo hội Phật giáo Nguyên Thủy ở thành phố Colombo, nước Sri Lanka, ngày 8 tháng 4 năm 1880. Đó, cái câu chuyện nó rất dài, có thể chỉ kể cho con nghe một đoạn vậy thôi nè. Ngày xưa đó, khi mà Đức Phật về Phật giới 1760 năm, các nước Đông Nam Á và Nam Á tu theo pháp môn Nguyên Thủy rất đông. Có nước họ tu là 40% dân số, có nước là tu 80% dân số, không phải nhỏ đâu. Nhưng mà hàng năm á, thì các nước tu tiểu Nguyên Thủy này nè tập họp lại để mà trình cái vấn đề mà tu tập của các 37 pháp quán của pháp môn Nguyên Thủy á, thì nó mới có gọi là hội nghị của đạo Nguyên Thủy, đạo Phật Nguyên Thủy. Năm 1879 ở nước Sri Lanka có tổ chức một hội nghị này, thì có cái ông có ông đại tá người Mỹ ấy, ông cũng tu theo pháp môn này, ông đạt được hai cái quả thánh của cái tứ quả sinh văn, thì ông mới viết cái bài tham luận, ông đến cái hội nghị của Colombo á, thì ông mới trình bày cái này, người ta thấy ông rất hay, người ta cho ông trình bày cái bài tham luận của ông về cái pháp môn tứ quả sinh văn này. Khi mà ông trình bày xong đó thì người ta mới ông mới phát biểu như thế này nè: đạo Phật là cái đạo rất lớn mà không có cái lá cờ biểu tượng, vì thế mà ông nói á, tôi năm tới là tôi hưu rồi, tôi về Mỹ, năm tới nữa tôi qua đây, tôi xin dự cái hội nghị này. Nhưng mà tôi không phải đọc bài tham luận, mà tôi muốn tặng cho Phật giáo Nguyên Thủy ở Sri Lanka một cái lá cờ biểu tượng cho Phật giáo Nguyên Thủy. Thì cái hội nghị người ta đồng ý. Vì thế mà năm sau á, ông mới qua từ Mỹ, ông qua, ông chở ra qua một số cờ, ông tặng cho mỗi một nước dự hội nghị và tất cả những người mà tham dự á, thì mỗi người một lá cờ. Riêng cái hội nghị ông tặng cái lá cờ rất lớn để mà treo ngay chỗ cái hội nghị. Thì cái lá cờ đó gọi là ngũ sắc năm màu. Thì cái ban tổ chức họ đề nghị ông á, là bây giờ cái lá cờ này ông tặng thì rất hay, rất đẹp, bây giờ ông có thể là giải thích được không? Ông nói được. Ông cái lá cờ ngũ sắc, ông nói câu nè: ngũ sắc là tượng trưng cho năm châu. Vì cái nước Mỹ á, là cái nước chưa có Phật giáo, mà bây giờ tôi là người duy nhất đem Phật giáo về nước Mỹ, thì tôi mới lấy cái ngũ sắc này làm cái lá cờ năm màu sắc của Phật giáo. Thì ông giải thích á, cái lá cờ đầu là cái màu xanh dương, vì đạo Phật nó là trùm khắp như bốn biển đại dương, vì thế mà ông lấy màu xanh dương làm cái đầu của cái cờ. Rồi cái màu sắc thứ hai là cái màu vàng vàng nghệ. Thì ông nói là người tu Phật giáo á, thì mặc cái áo vàng rất đẹp, là cái màu vàng nghệ, thì ông lấy cái thứ hai. Còn cái màu thứ ba đó là ông lấy cái màu đỏ. Ông giải thích đó, cái màu đỏ là người tu Phật giáo rất gan, ngồi thiền mấy tiếng không sợ, mà ngồi đạt được quả thánh luôn. Chính ông đã đạt được quả thánh thì ông lấy cái màu đỏ. Rồi cái màu thứ tư là cái màu trắng. Thì ông mới nói cái câu này nè:
người tu theo đạo Phật rất trong sáng trong trắng, không xài tiền, kêu bằng danh lợi địa vị không xài. Thành ra ổng lấy cái màu trắng để cho cái người tu theo đạo Phật. Rồi một cái màu thứ năm là cái màu cam. Ổng nói người tu theo Phật đó là từ bi hỷ xả, ai nói gì nói, cam chịu hết, để ổng lấy cái màu đó. Thành ra đầu tiên là xanh vàng đỏ trắng cam. Đó là đạo Phật có bao năm màu này. Ổng mới lấy năm cái màu này, ổng kết thúc cho cái đuôi cờ. Vì thế mà ổng nói là tôi muốn lấy cái năm màu này là để tôi kết thúc năm châu này trở lại, năm châu trở lại thành một khối, gọi là chỉ có duy nhất cái đạo Phật á, thì mới làm được cái này thôi, còn các đạo khác không làm được. Vì thế mà đá cờ Phật giáo nó có từ ngày 8 tháng 4 năm 1880 ra mắt tại thành phố Colombo, nước Sri Lanka. Thấy không? Mà hồi xưa đó, tàu nguyên thủy này nè, nó có 12 nước căn bản tu cái này, mà dân số mà tu cao nhất là từ 40 đến 80% dân số tu trong ít trong. Vì sao mà cái pháp môn nguyên thủy này tu đông? Là vì nó có chứng đắc rõ ràng, mà tu có bài bản. Tuy là không có giáo lý, nhưng mà nó rất bài bản. Thấy không? Thành ra mới được thì các nước đó đó. Mà trong 12 nước này, nó có 6 nước làm lấy cái đạo nguyên thủy làm quốc giáo. Thì nó gồm có nước Campuchia nè, nước Lào nè, nước Thái Lan nè, nước Sri Lanka nè, nước Miến Điện nè, rồi nước Pakistan. Đó là 6 nước đây là quốc giáo, còn bao nhiêu ấy. Tuy là cái đạo Phật nó xuất phát từ nước Ấn Độ, nhưng mà người dân Ấn Độ không biết cái này, mà chỉ có chưa tới 10% người tu nguyên thủy. Còn vấn đề mà tu về Trung Thừa, Đại Thừa, Niệm Phật, Niệm Chú hoàn toàn không, thời đó hoàn toàn biến mất. Người ta tu âm thầm, không ai biết hết. Đó, thì cái cờ Phật giáo nó có từ đó, đó. Nó có từ ngày 8 tháng 4 năm 1888 do một đại tá người Mỹ tên là Henry Stan Olcott tặng cho Giáo hội Phật giáo nguyên thủy ở thành phố Colombo, nước Sri Lanka, tức nước Tích Lan bây giờ đó. Rồi có hỏi tiếp đi. À, dạ thưa bác, vậy cái lá cờ Phật giáo của Việt Nam mình là có từ khi nào vậy thưa bác? Lá cờ Phật giáo Việt Nam mình thì năm 1950, người Lào là tổ chức cái hội nghị Phật giáo nguyên thủy này, thì có mời cái Phật giáo Việt Nam qua dự. Thì khi qua đó thì cái hội nghị mới tặng cho Phật giáo Việt Nam một lá cờ. Mà người đi đó là ai? Là Thượng Tọa Thích Tố Liên, trụ trì chùa Quán Sứ Hà Nội, thay mặt giáo hội Bắc Trung Nam để giữ cái hội nghị này. Vì thế mà được xong thì mới ông này mới đem về gọi là cái người mà đem lá cờ của Phật giáo thế giới về đó là do ông Thượng Tọa Thích Tố Liên, trụ trì chùa Quán Sứ Hà Nội, đem về ngày 8 tháng 4 năm 1950. Đó là lịch sử cái lá cờ của Phật giáo, nhưng mà chưa được công bố ra. Rồi có hỏi tiếp đi. Thưa bác, vậy đạo Phật, khoa học, vật lý, thiền tông Việt Nam mình có lá cờ riêng không vậy bác? Nói đúng ra cái đạo nào nó cũng có đó. Cái đạo Phật, khoa học, vật lý, thiền tông nó có cái lá cờ riêng. Nó cũng năm màu. Nó cũng giống như cái, nhưng mà bây giờ nó trong nằm trong cái quyển giáo lý nó có. Nhưng mà chừng nào cái quyển giáo lý xuất bản thì cái lá cờ này mới được công bố ra, mới được gắn vào trong cái những người nào tu thiền tông mới được quyền là gắn lá cờ này. Còn không có là thôi. Rồi hỏi vậy bác có thể hé cho chúng con biết chút được không ạ? Bây giờ muốn hé cái này thì tôi phải đọc cái bài kệ này nè, giờ tự nhiên con hiểu cái lá cờ đó. Đầu tiên đó là cái gì? Màu vàng thanh tịnh tánh Phật của ta đó. Màu xanh thanh tịnh tánh ta rõ ràng. Màu trắng trí tuệ sáng choang. Màu đỏ ý chí hiên ngang
trở về, màu cam công đức mang về, trở về Phật giới là quê vĩnh hằng. Đó là lá cờ của Thiền Tông. Nó có cái bài thơ này. Vì thế lấy cái bài thơ này mới ghép thành cái lá cờ Phật giáo. Khi mà ông Thích Tố Liên á, ông dự cái hội nghị Phật giáo thế giới ở Lào, ông đem cái cờ về đó, 1150, thì ông mới thông báo cho tất cả là Phật giáo Bắc Trung Nam biết. Bây giờ ông đem cái cờ này về nè. Bây giờ mấy ông có công nhận không? Cái công nhận thì phải mở một cái cuộc họp để mà xác nhận cái cờ này. Vì thế mà Phật giáo Ba Miền Bắc Trung Nam á, ngày 6 tháng 5 1951 mở cuộc hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Từ Đàm Huế, trình cái lá cờ này ra. Thì tất cả những vị mà họp ở chùa Từ Đàm Huế đó công nhận cái lá cờ mà của ông Thích Tô Liên mang của Phật giáo Nguyên Thủy về xác nhận. Giờ Việt Nam lấy cái cờ này là cờ Phật giáo Việt Nam. Vì thế mà cờ Phật giáo Việt Nam có từ ngày 6 tháng 5 1951 thì được công bố ra tại chùa Từ Đàm Huế ngày 6 tháng 5 1951. Và đồng thời cũng xác nhận rằng cái cờ Phật giáo hiện giờ nó sau cái cờ Phật giáo Thiền Tông một năm. Vì Phật giáo Thiền Tông nó có trước 1150 mà không được công bố ra. Mà tới bây giờ nó cũng chưa được công bố ra. Nhưng mà sự thật cái Thiền Tông nó đi vào trước cái cờ Phật giáo hiện giờ một năm. Thiền Tông vô 1150 và cờ Phật giáo Việt Nam chỉ công bố ra ngày 6 tháng 5 1951, tức như sau ở đây. Có nghĩa là cờ Phật giáo hiện giờ lưu hành thì tính đến 2021 này là đúng 70 năm. Còn nếu mà Phật giáo thế giới là 141 năm, Phật giáo thế giới nó có 141 năm, ở Việt Nam có 70 năm, đó mới có đây thôi. Rồi, có hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, ở trái đất Nam Diêm Phù Đề này là hết tuổi thọ là 10 tỷ năm, thì trái đất bị dở. Vậy mà khi ban bệ trời Tứ Thiên Dương tạo thành một trái đất mới thì cái vị Phật đầu tiên đến cái trái đất đó là từ đâu đến vậy thưa bác? Giờ nguyên tắc thế này, thế đất mà nó bị vỡ thì nó còn 50 năm sau á, thì con người văn minh nó tột đỉnh á. Mà nó phải đến cái tuổi mà cái đời văn minh tột đỉnh thì con người nó mới chế ra được những cái phương tiện nói chuyện lại với cõi âm và cõi trời, cũng như là Phật phân thân tới nói chuyện được. Để chi? Để mà sắp xếp lại cái trái đất mới này. Trái đất cũ nó bị hủy diệt, phải sắp xếp trái đất mới lại. Vì thế nó mới có cái trường hợp này. Phật Quan Âm Dương ra trái đất mới là một trái đất được hình thành thì phải là 1 triệu ông Phật ra đời để mà dẫn con người ta từ trái đất đi về Phật giới, phải 1 triệu ông. Mà cái đầu tiên giờ đâu có ai đâu. Thì Quan Âm Dương là thì trời Tứ Thiên Dương mới mở một cuộc hội nghị, rồi tổng cuộc hội nghị nó gồm có là 33 vị chúa trời, 6 ông Phật Tịnh Độ, 10 vị Phật từ Phật giới phân thân vào, và ở trái đất Thánh Chúa Thần Chủ và Tiên Ông giữ cái này để mà quyết định cái này gọi là tạo thiên lập địa. Nó gọi là tạo thiên lập. Tạo thiên là gì? Là tất cả ban bệ này là tạo lợi cho những cái ban bệ của cái trái đất này, nó gọi là tạo thiên lập địa, là trời Thế Dương đã lập nước trước đó rồi, thấy không? Gọi là sắp xếp lại thế giới mới này. Thì những ông mà được chọn làm Phật Quan Âm Dương á, thì chọn trong là Thánh Chúa hoặc Thần Chủ hoặc Tiên Ông. Nó sắp xếp người nào kêu bằng thông thái nhất thì sẽ được cử làm Phật Quan Âm Dương. Do 10 vị Phật từ Phật giới phân thân giải ông này cái công thức, giải xong rồi dẫn về Phật giới luôn. Đó. Thì gọi là Phật Quan Âm Dương. Để chi? Để khi mà có một vị Phật thứ hai muốn
nối tiếp cái dòng Phật ở đây thì ông Phật Quan Âm Vương này mới phân thân vô dẫn đi lên nước trời Đâu Xuất á, để học để làm Phật thứ hai, giống như ông Thích Ca chương trình đây là cái Phật Quan Âm Vương là chọn trong một trong ba ông thần chủ thế giới, rồi thánh chúa thế giới hoặc là tiên ông thế giới đó, thì chọn để cho học cái Quan Âm Vương thành vị Phật đầu tiên. Nghĩa là không qua một cái công thức học trên trời kia, mà do 10 vị Phật từ Phật giới phân thân vào để dạy ông này. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ câu tiếp là, thưa bác, tại sao trái đất là phải có Phật? Trái đất này có Phật là gì? Để ông này mới dẫn 10.000 năm mới có dẫn cái loài người đi về Phật giới. Không có Phật không ai không biết giải thoát được. Về thế giới này là về thế thần thánh quản lý. Vì thế mà muốn về Phật giới phải có ông Phật dẫn đi. Ông Phật tự ông sắp xếp cái câu chuyện để ông đi. Bắt buộc trái đất nào phải con gì Phật đi được giải thoát mà. Ông Phật mới dạy giải thoát. Còn ví dụ thần thì tu để dạy thành thần thánh, tu thành thánh chứ làm sao. Hoặc là thành trên trời hoặc thành dưới đất này. Bắt buộc phải có một ông Phật mới dẫn được con đường về Phật giới được. Không có ông Phật là hoàn toàn không ai biết giải thoát là cái gì hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu tiếp, vậy là các đạo tiên, đạo thánh, đạo thần vậy là không giải thoát được hả bác? Đạo tiên tu thành tiên mà giải thoát gì? Đạo thánh tu thành thánh, đạo thần tu thành thần làm sao giải thoát? Giải thoát là do một vị toàn năng, toàn giác dạy, biết con đường trở về mới giải thoát được. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu tiếp là, thưa bác, tại sao thế giới này gọi là thế giới keo? Bây giờ con nên nhớ nè, ở đây nè. Đụng cái gì cũng dính đó. Đụng nhà dính nhà, đụng xe dính xe. Người ta dính keo chứ gì, cái gì đụng đây cũng dính hết rồi. Gọi là thế giới keo, quả gì nhúc nhích để đụng. Con thấy con thích cái gì nó đụng cái này, dính cái này. Người ta gọi là thế giới keo, khó thoát ra. Khó thoát ra. Biết con đường về Phật giới rồi mà còn không chịu về đó. Cũng chạy dính lại, dính lên mấy ông thánh ở lại để làm thánh. Bước có visa về Phật giới rồi không chịu, tới chia sẻ visa vô với ông thánh, gọi là thế giới keo. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ câu tiếp theo là, thưa bác, khoa học càng tiến bộ thì thế giới lại càng nhanh đi đến hủy diệt, có phải vậy không thưa bác? Chắc chắn rồi, cái chu kỳ thành trụ hủy diệt, đây là nguyên tắc thành trụ hủy diệt. Có người nó văn minh quá thì gì, văn minh quá là sao? Vậy, bây giờ con suy nghĩ vào, nó khôn quá, nó tìm cách nó giết người chứ có gì nữa đâu. Khôn quá, tìm vật chất cho nhiều để làm gì? Bây giờ con suy nghĩ, sản xuất bom để làm gì? Không lẽ sản xuất để dành, thì để giết nhau. Bây giờ mới có 3-4 nước mà nó sản xuất nhiều vậy, mà nếu mà nó 70-80 nước nó sản xuất theo cái kiểu nước công nghiệp hết rồi, nó có tha thế giới này không? Bắt buộc phải hủy diệt nhau. Vì thế mà con người ta dân minh để rồi hủy diệt. Vì thế mà con người nó có 3 thời kỳ: đồ đá, đồ đồng, đồ nguyên tử, rồi nguyên tử rồi tử luôn, tử trở thành lửa đá lại, nó cứ đi vòng vòng hoài. Tại sao dùng cái nguyên tử là cái nguyên liệu mà để giết người đó, là nó tử giết người chứ nguyên liệu mà không thấy ấy. Giống như con vi trùng không thấy mà nó giết mình đó. Nguyên tử vậy nó không thấy nhưng mà nó giết mình đó. Thì nó theo cái chu kỳ đá đồng nguyên tử xong cứ đi vòng hoài vậy, mà 1.000.000 lần vậy thì mới xong trái đất này đó. Cái chu kỳ đó, mà bởi thế giới âm dương nó cuốn theo cái quy luật vật lý, không cái ai ở đây không phải thoát được cái quy luật này hết. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ câu hỏi tiếp theo là, vậy thánh là ai mà có thể lập ra đạo chuẩn mực nhất ở thế giới này vậy thưa bác? Khi mà trời Tứ Thiên Vương lập ra cái ban bệ quản lý cái này, này thánh gọi là thánh chúa thế giới, ông tôi cho ông là quản lý cái thế đất này nè. Ông có quyền quản lý về đạo, về hiển linh, về đạo. Học gì thế mà ông thánh mới lập ra cái đạo, thấy không? Thì ông là mạnh, còn ông thần ở thế giới này gọi là phụ thôi. Tức là thần chủ đất là ông có nhiệm vụ cho thánh Phật mượn và cho thánh Phật về thực thi nhân quả. Ba giới thần, thần có nhiệm vụ ba thần: cho mượn, cho rồi cho đi chơi, cho về. Đó, thần là vậy, thánh là chuyên về hiển linh và đồng thời lập đạo. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ câu hỏi tiếp,
Vậy đạo Phật là một cái đạo lớn mà tại sao không có giáo lý để cho các tín đồ tu theo thưa bác? Có sao không có, mà tại tao không xài chứ làm gì không có. Bây giờ con suy nghĩ ngày xưa ông Phật đâu có tiến sĩ mà ông còn viết giáo lý được, không dễ. Giờ tiến sĩ không có. Có nhưng mà người ta không xài, người ta cắt. Đạo nào không có giáo lý. Trường học nào mở trường học ra thì anh phải có sách giáo khoa chứ làm sao không có. Mở trường học ra, trường học mà không có sách giáo khoa mở chi, ai cho phép. Muốn mở đạo phải có giáo lý ta mới cho mở. Còn không có giáo lý sao ai cho mở. Nhưng mà ta không xài, ta cắt đi. Bởi vì nếu mà cái giáo lý mà nếu mà đưa ra thực hành đúng thì không có kiếm tiền được. Bởi vì tại giờ người ta bỏ giáo lý để người ta tu tưởng kiếm tiền. Chứ còn đưa giáo lý ra rồi ai cúng. Vì thế mà cái quy giáo lý phải dẹp. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, câu hỏi tiếp theo là cái tánh người của mình nó còn hoài không hay là nó mất đi gì thưa bác? Nếu mà ở trong thế giới này còn hoài, còn nó về Phật giới nó mất. Về Phật giới nó đến trung tâm vận hành luân hồi nó mất. Còn nếu ở trong trái đất này, nó chỉ đổi tên thôi. Tánh người rồi sao nó chuyển trung tâm thân. Ông thông nó lên trên trời gọi là tánh trời. Nghe không? Nó đi xuống địa ngục là tánh ngục, xuống tánh thú gọi là tánh súc sanh. Ở trong thế giới này vật lý nó luân chuyển không cách nào mất hết. Muốn cái tánh người mất thì phải vô trung tâm vận hành luân hồi á, thì nó không còn hoạt động nữa, thì âm dương nó trở về âm dương. Vì cái tánh người của mình nó cấu tạo bằng điện từ âm dương, nó phát ra 16 tứ tánh gọi là tánh người. Muốn dứt nó thì phải về trung tâm vận hành luân hồi nó mới dứt được. Còn nếu ở trong này thì hoàn toàn không dứt được. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ câu hỏi tiếp theo. Tất cả những chùa ở Việt Nam thường đưa hình ảnh và tượng của Đức Phật để cho Phật tử đến cúng dường và cầu xin Đức Phật ban phước. Vậy Phật có ban phước cho những Phật tử này không thưa bác? Ông Phật nói là nơi đây là ngũ thú tập cư, cổng qua đâu đây mà ban phước. Trái đất này là ngũ thú tập cư, không có ổng ở đây mà ban phước cái gì. Vì thế mà các chùa thờ Phật là sao? Tỉnh thần vô. Tôi để ông chết sự thật, tôi kêu ông thần vô. Mà ông thần không vô thì ông thánh vô. Trái đất này đâu có Phật đây mà ban phước. Có ban phước là thánh ban phước có. Thấy không? Cầu xin thánh, thánh ban phước. Vừa lại ổng nói giờ thưa thánh phát ban cho con mày muốn nhiều nữa 100 ngàn, rồi thấy túi con có 1 triệu nữa, ổng rút 100 ngàn ổng đưa cho con. Rồi con tưởng đâu thiệt, ai về nhà kiểm tra lại, ủa cái này tiền của tôi chứ đâu phải tiền của ông thánh đâu. Ổng có cái tài móc túi ổng đưa lại cho mình, rồi mình tưởng là ổng cho mình chứ sự thật là của mình. Rồi con hỏi tiếp đi. Như vậy thì giờ các chùa thầy hay tổ chức để mà cho Phật tử đến cúng rồi nói là để Phật ban phước cho, thì như vậy những vị thầy đó nói như vậy là có bị phỉ báng Đức Phật không? Làm như vậy đó. Không có, thế gian nào có phỉ báng ai. Ông Phật nó chửi ổng có hỏi thùi vậy. Nhưng mà làm vậy bị cái nhân quả thôi chứ không có phỉ báng ai. Ông Phật nói thế gian này muốn làm gì làm. Đức Phật dạy thiền tông còn không dám nói ra nó chửi, đâu phải bán nhầm gì đâu, thấy không? Bây giờ thì đã là thế gian muốn làm gì làm, Phật nó muốn làm gì làm, ông không xen vô, chửi ông cũng được đấy. Nhưng mà chửi ông không nói một câu này, chửi Như Lai chỉ xuống tầng địa ngục thứ 18 thôi. Còn nếu phá cái thiền tông này xuống hầm lửa lớn, muốn làm gì làm, ông chỉ cho biết vậy đó. Chứ ông cũng không cấm chửi ông. Mà có chửi ổng đâu, thua gì ổng, mình Phật giới đâu có thấy gì đâu. Giống như con qua Mỹ con ở thì bên này nó tên kêu con, nó chửi ổng thua gì, con đâu có ở đây đâu. Thấy không? Ông Phật ở bên kia muốn chửi kiểu gì ổng thua hết. Muốn chửi là chửi gió trời cho vui thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, vào thời mạt pháp, tinh hoa đạo Phật có 4 chữ giác ngộ giải thoát. Vậy tinh hoa này có phổ biến ra được với mấy thầy ham tiền không ạ? À? Làm sao được. Đấy, thế giới này là thế giới âm dương, giải thoát, nó thoát ra ngoài lực âm dương. Vì thế mà Đức Phật bảo là cái thiền tông này là công bố ra rồi thì được, không được thì dẹp chứ đừng có bám theo, nếu mà chết
Thấy không? Thì bây giờ á, thiền tông này là mình trụ được ngày nào thì trụ cũng trụ được thôi, chứ bây giờ bác mà chết rồi đó thì nói ai nấu nổi thì nấu nổi thôi, dẹp có vậy thôi. Thấy không? Ăn thua cái thế hệ sau, nếu nấu nổi thì nấu, nấu nổi thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ câu tiếp theo. À, thưa bác, trái đất này ai làm chủ và Thánh Chúa thế giới lập ra ba đạo tiên thánh thần để làm gì thưa bác? Thánh Chúa thế giới lập ba đạo tiên thánh thần là để thỏa mãn cái tưởng của con người. Giờ con muốn con ngồi đây con buồn quá, con tưởng con lên trời thì sao? Thì phải lập đạo trời cho con tu. Muốn tưởng làm thần thì lập đạo thần cho con. Muốn làm sung sướng rồi lập đạo tiên cho con. Đó là vậy. Đạo lập theo cái tưởng con người. Con người không tưởng không có đạo. Có vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. À, dạ con hỏi tiếp là thường người ta hay thờ các vị Phật hay Bồ Tát gì đó, ở giữa chân mày nó có cái ánh sáng phát ra, về ý nghĩa của cái ánh sáng đó là cái gì thưa bác? Giữa chân mày, giữa hai chân mày nó gọi là cái ấn đường lục lỗ, gọi là lục lỗ phát quang, sáu cái lỗ phát quang. Trong đó nó có con mắt của Phật ngó ra cái chỗ đó đó. Rồi mắt thánh, mắt thần, rồi mắt tiên, rồi mắt của hồn, nó cũng nằm sáu lỗ và lục lỗ phát quang. Vì thế mà ông Phật mà muốn quan sát ở thế giới này, ông phát ra cái màu vàng, ông quan sát hết. Nhưng mà cái mắt phàm mình không thấy. Còn nếu mà vị thánh phát ra, phát màu cái màu trắng là vị thánh. Màu thần thì phát ra cái màu đỏ. Đó. Rồi tiên phát ra cái màu xanh. Rồi của hồn phát ra cái màu xám đen. Nó mỗi người nó có cái làn sóng riêng. Nó gọi là ấn đường lục lỗ phát quang giữa hai chân mày con người. Rồi con hỏi tiếp đi. À, dạ câu hỏi tiếp theo. Đạo Phật là đạo nhân quả luân hồi, tại sao các thầy lại không biết vấn đề đó thưa bác? Ai nó không biết. Chùa nó ghi là chùa là tu giải thoát nè, chùa thiếu gì người ta để mà tại ta không giải thôi chứ sao không biết. Tất cả những người vô đạo là gì? Ta muốn tu thoải mà muốn tu để làm gì? Tôi muốn giải thoát. Ông nào cũng nói vậy mới cho đi. Chứ nói mà vô nó tu để cúng thì không phải. Tu đạo cúng là phải vô là làm ông thầy cúng. Nó nằm ở hồi xưa nó gọi là ông thầy Pháp á. Bây giờ mới đưa vô cái chùa nó sai, đưa vô cái chùa sai. Chùa không phải, chùa là tu giải thoát. Còn thầy Pháp là tu ở trong cái nhà thầy cúng á. Hồi đó thì gọi là nhà thầy Pháp. Bây giờ nó sai, nó lộn ra nè. Chứ đúng là đã vô thầy Pháp là phải không? Mấy người nào bây giờ trong cái tuồng mà nghiêu sò ốc hến á, nào nó làm thầy Pháp, có ông làm thầy Pháp á, phải không? Đó, cái này cái diệu tích ngày xưa nó còn lại đó. Chứ nếu mà thầy cúng thì gọi là thầy Pháp. Còn thầy tu giải thoát, thầy tu giải thoát khác. Tu giải thoát thì phải ly gia các ái khinh thân, cái này này. Phải đúng là ông thầy tu. Còn không đúng cái này thì không có tu, bởi vì nó có cái bài của người tu được, còn cái bài của thầy Pháp nó có riêng. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này thì mình hiểu cái đạo. Bởi vì bây giờ cái đạo Phật đó, nó gồm cả mấy ông thầy cúng vô thành cái đạo Phật đó, chặt cái chỗ này nè. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi câu tiếp là các vị tiên sống ở cõi trời Cực Lạc có đường trở về Phật giới không thưa bác? Trong cái tam giới này duy nhất chỉ có trái đất. Sáu trái đất có đường về Phật giới. Sáu trái đất nó mới quay được cái ngang cái trung tâm vận hành luân hồi. Trái đất nào mà quay đúng vào trung tâm vận hành luân hồi thì mới ra được. Còn nếu mà đằng kia nó không quay đúng mà nó ở trong cái thế giới vật chất nó mới ra được. Bởi tạo công đức là tạo ở thế giới vật chất. Còn cái thí dụ cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc, nó là cái nơi hưởng phước, nó không có cái đường về Phật giới. Duy nhất đường về Phật giới thì nằm ở trong cái sáu trái đất. Mà do công đức là do con người tạo ra, thì cũng do con người mang về, tánh người mang về. Có người chết thì cái tánh người mang về, đến trung tâm vận hành luân hồi, tánh người nó biến mất, nó trả về cho thế giới vật chất này. Duy nhất đường về Phật giới chỉ có sáu đất mới có thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, con hỏi câu hỏi tiếp theo. Làm sao
Cháu biết sự thật của các đạo ở trái đất này, thưa bác. Nếu mà cháu không biết cái sự thật các đạo trái đất này, cháu phải đọc, tìm đọc được cái quyển giáo lý đạo Phật khoa học. Giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thì cô mới hiểu được cái này. Đây là nó giải thích tất cả những gì mà có trên mặt trái đất, hữu hình vô hình. Phải tìm được cái quyển giáo lý này, đọc thì mới hiểu được. Còn không đọc được cái quyển này là không, là không hiểu bề trái của cái đạo, của tất cả các đạo. Muốn hiểu tất cả đạo thì phải tìm được cái quyển giáo lý đạo khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam. Thì cái quyển này nó rất đầy đủ. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi câu hỏi cuối cùng. Thưa bác, tại sao pháp môn đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam phải đợi đến thời Mạt Thượng Pháp mới được công bố ra? Bây giờ cái này gọi là đạo Phật khoa học vật lý thì phải đợi khoa học vật lý phát triển thì người ta mới nói ra được. Còn nếu mà đạo Phật khoa học vật lý mà không nói ra thì không được. Nói ra đâu có ai hiểu. Ví dụ ngày chưa nói điện, người ta đâu có điện là người ta biết. Ta nói về hình ảnh không gian thì hồi xưa đâu có biết cái hình ảnh không gian là gì mà nói. Vì cái đạo này gọi là đạo khoa học thì phải đợi khoa học phát triển cho thật mạnh thì mới công bố ra được, rồi người ta mới tu. Nhưng mà vậy mà ông Phật có nói 1.000 người chỉ có 1 người thôi, mà 100 người truyền thiền có 5 người về thôi, còn nhiều nó làm tầm 7 hết đó, hiểu vậy. Rồi còn cái gì nữa thì con có hỏi tiếp. Dạ, con đã hỏi hết cái phần câu hỏi của em Nguyễn Hoàng Chương ở San Jose. Dạ, một lần nữa con xin cảm ơn bác. Rồi, cảm ơn con đã hỏi.